NASA cố bạn học tiếng Nhật của à, Mấy ngày hôm nay khi mà mình đọc báo thì mình bắt gặp và gom được ba cái từ. Nó từ mức độ dễ cho tới mức độ khó. Ba cái từ này thì là có một cái từ khá là bắt gặp nhiều trong cái quá trình mà mình đọc sách hay là luyện thi N2 với các bạn. Và hai à, cái từ còn lại thì nó khó hơn và một cái từ thì mình chưa có gặp bao giờ cả và mình sẽ gom ba cái từ đấy lại với nhau và giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay nhé. Cái từ đầu tiên đó là cái từ là kỳ dị uh, là thể hiện cái tâm trạng của mình nó sảng khoái này hay là um, không gian của mình nó rất là thoáng đẳng và không có một cái gì gọi là vướng bận cả uh, Và trong cái uh, tiêu đề một cái bài báo mà mình đọc hôm qua nó có một cái câu như thế này ケーブル嫌いのためのリスク周りをすっきりさせる thì trong cái câu này mình bắt gặp cái từ là uh, sukiri saseru là như lúc nãy mình có nói là thể hiện cái trạng thái gọi là không có cái gì cả này uh, nokoru monoganai này gọi là thoáng đãng uh, gọn gàng thì ở đây saseru ở đây là ở dạng thể sai khiến là làm cho cái gì đó trở nên gọi là gọn gàng ngăn nắp Kuniku ở đây là cái technical hay còn gọi là cái kỹ thuật, cái kỹ thuật hay là cái mẹo để khiến cho uh, cái không gian Maori ở xung quanh uh, cái bàn của mình nó trở nên gọn gàng và thoáng đãng. Và keburu, kirai, keburu ở đây là những cái dây rợ, những cái uh, dây nối như là phích cắm hoặc là cái dây nối cắm điện của máy tính rồi dây sạc nọ kia. Kirai ở đây là notame Thì mình sẽ dịch ở đây là cái kỹ thuật hay cái mẹo làm gọn gàng các cái dây cáp uh, quanh bàn uh, để trở nên gọn gàng hơn với những cái người mà, mà ghét uh, sự lòng vòng của những cái dây ấy đến là cái thể hiện cái tâm trạng thì skiri ở đây nó thể hiện cái tâm trạng sảng khoái thì mình sẽ dùng là atamaka skrista hoặc là uh, kibunga uh, skrista là tâm trạng sảng khoái và đầu óc thì cũng sảng khoái. Ngoài cái nghĩa là tâm trạng sảng khoái và cái trạng thái gọi là uh, không còn gì gọn gàng thì mình còn hai cái ví dụ nữa ở đây đó là uh, biokiga uh, skirito nào được thì như lúc nãy mình có nói thì skiri nó thể hiện cái trạng thái gọi là gọn gàng và không có cái gì vướng bận đúng không? Vậy ở trong cái câu này mình sẽ dịch là bioki ga nào naru là bệnh đã khỏi hoàn toàn rồi, Gọi là à, bệnh à, không còn dây dưa gì nữa, không còn à, ở trong người mình nữa thì là bệnh đã khỏi hoàn toàn. Và một cái ý nghĩa cuối cùng đó là thể hiện cái vị nó nhạt nhẽo nó chẳng có cái vị gì cả thì mình sẽ có ví dụ là sekirista azino nomimono có là cái đồ uống mà có cái vị mà nhạt nhẽo chẳng có cái vị gì hết thì người ta cũng dùng cái từ sekiri này à, tiếp đến là cái từ số 2 cái từ số 2 đó là akuruhi um, à, akuruhi là nó bằng với tsuginohi có là cái ngày tiếp theo à, thì mình bắt đọc cái từ akuruhi này trong một cái câu ví dụ mà mình trích dẫn sau đây 昔から身体がん,んで、本気で、三度のおさんでしか寝ついたことがなく、日本酒四号飲んだあくる日健康診断を受けても、がん能の良好と診断される、私は。今日は、これが、これが、私は私、私は、 Và tất cả những cái đoạn ở đằng trước ở đấy nó sẽ bổ nghĩa cho Watashi là tôi Có nghĩa là tôi là một người như thế nào đấy thì nó sẽ được diễn tả ở tất cả ở cái đoạn đằng trước Thì tôi ở đây sẽ là như thế nào Tôi thì uh, Mukashi kara shintai ganken de Shintai ở đây là thân thể ganken ở đây là khỏe mạnh cường tráng Từ ngày xưa đến giờ thì tôi là một người rất là khỏe mạnh này Và hongki đấy mà thực sự thì làm sao? Thực sự thì chỉ có ở đây nó có shika nai. Shika nai ở đây sẽ là và thực sự thì chỉ có uh, nét cự là ngủ thiếp đi hoặc là chìm vào trong uh, giấc ngủ uh, trong ba cái lần sinh nở của mình sang độ nộ no, uh, osan deshita koto ga cự Có là tôi chỉ có thực sự gọi là ngủ thiếp đi, gọi là ngủ không biết gì, ngủ uh, mê mệt uh, trong ba cái lần sinh của mình thôi. Uh, Nihonshu siêu yong go yong go ở đây là một cái từ gôi Để thể hiện một cái chai rượu uh, Nó có dung tích khoảng tầm uh, 720ml Và Nihonshu shu uh, yong go non đạ Non đạ ở đây là sau khi mà tôi uống một cái chai rượu tương đương là với khoảng tầm 720ml đi chăng nữa Thì Akuruhi, Akuruhi là uh, từ mà mình học ngày hôm nay đó là Tsugi no hi là ngày hôm sau. Uh, tôi có Kenko shin đang ngẫu mộ và tôi có đi khám sức khỏe vào ngày hôm sau sau khi mà đã uống một cái chai rượu 720 ml y chang nữa thì uh, shin dan saseru, shin dan thì sẽ vẫn được uh, đánh giá hay được chuẩn đoán rằng là cái uh, gan Kino là cái uh, chức năng gan hay hay là cái uh, tình trạng gan của tôi thì cũng vẫn được là đánh giá là liêu cô, là đánh giá là tốt. Đây là một cái bài uh, nói về một người uh, mẹ khỏe mạnh nhưng mà sinh ra một người con thì bị ốm yếu ấy. thì đây là một cái uh, câu uh, đầu đề trong cái bài uh, blog của chị ấy. À từ đội hi này thì được thường dùng trong văn viết và nó rất ít khi dùng ở trong cái văn phong đời sống hàng ngày nên là các bạn để ý nhá. Mình tra ở trên mạng thì thấy người ta nói như vậy. Uh, và cũng rất là ít gặp trong cái quá trình gọi là giao tiếp hàng ngày mà nó chỉ dùng trong cái văn phong uh, viết uh, hoặc là báo chí hoặc là uh, các cái văn bản thôi chứ mình không dùng ở trong cái đời sống hàng ngày à từ số 3 mà mình bắt gặp mà cái từ này là lần đầu tiên mà mình bắt gặp luôn mặc dù là nghĩa chữ Hán của nó và nghĩa của nó chẳng liên quan gì đến nhau cả đó là từ ta uh, ta rự ta ta ở đây chữ chứng chữ Hán của mình nghĩa nó là cái từ sùng sùng là sùng bái tôn sùng tôn trọng kính trọng ấy uh, nhưng mà nghĩa của nó thì là um, có hai nghĩa thứ nhất đó là uh, gây tai họa này. thứ hai là gây hậu quả hay là dẫn tới một cái kết quả xấu do một cái nguyên nhân gì đó thì mình sẽ đến hai cái ví dụ uh, mà mình uh, bắt gặp ở trong cái bài báo mà uh, mình uh, đọc gần đây đó là mulya tatatte te ni naru. thì ở đây là làm việc quá sức uh, làm cái gì đó quá sức lao động quá sức thì là mư còn động từ ta tự thì sẽ đi ở đây với là cái trợ từ gá uh, ta tự là thể hiện cái hậu quả à, xấu hay là cái kết quả xấu, cái kết cục xấu do một cái nguyên nhân gì đó Thì cái nguyên nhân ở đây đó là mưa đị, là hậu quả của cái việc làm quá sức Nên là biêu khi nến na là nên là tôi bị ốm hay là anh ấy bị ốm hoặc là ai đó bị ốm tùy vào trong cái văn cảnh của mình như vậy chúng mình đã vừa đến ba cái từ mà mình đã gom lại và giới thiệu cho các bạn đó là sukiri này đó là akuruhi này và từ tatamụ À, ba từ này thì từ dễ cho so đến khó thì mong là chúng mình sẽ uh, vận dụng và bắt gặp được ở đâu đấy và nhớ lại cái video này của mình nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Giang nè!